Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Phương Đào VKV. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may quần giả váy có khóa kéo trang trí ở bên ngoài nhé. Quần này thì gồm có này, hai thân trước, hai thân sau, hai cái khóa, có khóa cạnh nhé, khóa giọt lệ ở bên cạnh này, khóa trang trí ở phía trước này. Phía trước có một cái phủ này, ở phía trong thì nó kiểu như là quần đùi ạ. Bây giờ mình sẽ may nhé. Trước tiên này, để đỡ mất thời gian thì mình đã chắp trước cái đoạn thân trước này và thân sau này. Các bạn chắp hai cái thân trước này vào với nhau. Các bạn chắp một đường. Sau khi vắt sổ thì các bạn chắp này, chắp một đường rồi là rẽ ra nhé. Thân sau các bạn may chiết ni. Các bạn may chiết ni sau đó các bạn chắp giáp đũng này. Rồi các bạn là rẽ ra. Khi nào chiết ni thì các bạn là hai cái chiết ni này nó lật về phía giáp đũng này nhá. Này, các bạn lật như thế này. Thân sau của mình là cặp liền cho nên là chiết ni sẽ dài. Chiết ni sẽ dài tính từ chân cặp xuống là 12 phân nhá, 12 cm. Thân trước thì có cặp rời, thân sau thì cặp liền. Bây giờ mình sẽ may đến phần sau khi chắp xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ may đến phần phủ nhé. Phần phủ thì có khóa trang trí này. Đây, phủ thì sẽ gồm hai miếng như thế này. Hai miếng này được ghép vào với nhau và khóa sẽ may vào đây. Đấy, bây giờ mình sẽ may nhé. Khi may với cái khóa này thì các bạn phải thay cái chân vịt may khóa nhé. Chân vịt của mình là chân vịt Bali. May bằng chân vịt Bali. Đây, chúng ta may từ dưới lên. Đầu mép khóa này, bắt đầu từ đầu khóa này. Chúng ta bẻ gập lại như này nhá. Chúng ta bẻ gập như này. Đấy, bẻ như này. Bắt đầu chúng ta đặt vào cái điểm mà chúng ta đã đánh dấu này để may này. Đặt sát với mép vắt sổ. Chúng ta đặt mặt phải của khóa vào mặt phải của thân nhá. Mặt phải của khóa úp xuống mặt phải của thân. Ra lại mũi này. Khi may thì các bạn kéo căng khóa nhé. Thân để êm còn khóa kéo căng để không bị sóng nhé. Khóa này may rất dễ bị sóng khóa cho nên các bạn nhớ là kéo khóa. Thân để êm, khóa thì kéo. Khóa này chỉ là khóa trang trí thôi nhé. Đấy. Các bạn may xong thì nhớ lại mũi này. Tiếp theo này, mình sẽ may phía bên này, phía bên còn lại. Bên còn lại mình may từ trên xuống nhé. Đây, mình sẽ để hai cái miếng này ở phía trên này nó bằng nhau này. Bằng nhau để khi mở ra nó như này. Đầu đường may chúng ta lại mũi này.
luôn luôn kéo khóa nhé. Mày đến đây chúng ta kéo khóa lên. Và đến đoạn này chúng ta lại bẻ cái đầu khóa này vào nhé. Đấy, bẻ cái đầu khóa này vào. Như này. Lại mũi. Đấy. Sau khi may xong như thế này. Đấy, khóa nó phải êm phẳng như này nhé. Đấy. Sau khi may xong như này thì chúng ta sẽ giễu ở đây. Giễu một đường bằng một chân vịt. Giờ mình sẽ thay cái chân vịt khóa này ra. Mình giễu này, may giễu một đường bằng một chân vịt. Các bạn nhớ vét hết vải ra như này nhé, vét hết và hơi đẩy lên phía trên một chút. Chỗ này chúng ta gập thẳng xuống nhé. Bên này chúng ta may từ dưới lên, chúng ta cũng may tương tự như vậy. Khóa mà thừa chúng ta cứ để lên phía trên rồi chúng ta cắt đi nhé. Đấy. Sau khi may xong như này rồi thì chúng ta bắt đầu may gấu của cái đoạn này nhé. May gấu của đoạn này. Gấu này mình may bằng 1/2 đến 1/7. Nhớ gập làm sao để cho hai cái gấu này này cho nó bằng nhau nhé, không được để một bên cao một bên thấp. Là mình đã may xong cái phủ ở bên ngoài. Sau khi may phủ xong như thế này thì chúng ta đi là cái phủ này đi nhá. Là đi cho nó phẳng đi. Là cho phẳng đi rồi chúng ta sẽ may vào với cả thân trước nhá. Bây giờ mình sẽ là. Sau khi là xong thì các bạn gọt sửa cái đầu khóa này đi nhá. Cắt đầu khóa này đi cho nó bằng với thân này. Đấy. Các bạn sửa gọt cho bằng với đầu thân như thế này. Đấy. Sau mình khi mình nà xong là nó phải êm phẳng, khóa phải phẳng như này nhá. Không được sóng, không được nhăn nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ may cái phủ này.
phủ này vào với thân trước nhé. Đây là thân trước của mình này. Các bạn giải ra như này. Thân trước này. Các bạn giải ra này. Các bạn giải cái phủ này lên này. Các bạn may ghim vào. Ghim xung quanh vào. Ghim từ đây ra, vòng ra đây. Và ghim xuống. Đấy, ghim xung quanh như thế nhá. Giờ mình sẽ ghim này. Khi ghim này, các bạn chừa cho mình một gấu ở đây nhá. Chừa một gấu này. Để tí nữa chúng ta sẽ may gấu gập như thế này. Đấy, chúng ta sẽ, cái gấu này nó sẽ nằm ở trong như này. Cái phủ này nó chỉ ở ngoài thôi nhá. Đấy. Tí nữa chúng ta sẽ may. May gấu sau. Bây giờ chúng ta phải chừa ra một gấu như thế này. Bắt đầu chúng ta may này. Ghim nó vào này. Ghim phủ vào thân trước. Khi ghim các bạn cho chỉ hơi thưa ra một chút. Khóa này chúng ta nhấc qua, chỗ ghim này chúng ta không cần phải may lên khóa cũng được, nhấc qua cho đỡ gãy kim. Sau khi ghim xung quanh thân xong thì bây giờ chúng ta sẽ may cái cạp. May cạp của thân trước. Vào với cả cái này. Đây cạp đây. Bản cạp của mình là 4 phần rưỡi nhá. Đấy, bây giờ may cái cạp này các bạn chia đôi điểm giữa ra. Chia đôi điểm giữa này ra. Chúng ta lấy dấu giữa và chia đôi điểm thân này ra. Chúng ta cũng lấy dấu giữa. Giữa ở đây nó cũng có ở cái đường chắc đây rồi nhé. Chúng ta lấy sang giữa thân trước. Giờ chúng ta sẽ may cạp vào thân. Chúng ta may ở cái cạnh vòng ngoài này nhé. Cạnh dài ở vòng ngoài này, cái vòng rộng này. Vòng trong này là ở trên cạp này. Đấy. Chúng ta chắc ở đường rộng này nhé. Các bạn may đều được may. Khi qua cái đoạn khóa này các bạn đi từ từ thôi nhé. Các bạn tốt nhất là các bạn nên vần nó qua để tránh bị gãy kim nhé. Khi may như thế này xong thì chúng ta sẽ đi là cái cặp này ra. Chúng ta là ra nhé. Bây giờ mình là. Sau khi các bạn là xong như thế này rồi thì các bạn sẽ may chắc một đoạn để chúng ta may khóa nhé. May khóa giọt lệ vào cái thân này. Đấy. Bây giờ mình sẽ may thân trước vào với thân sau. Đây thân sau này. Thân sau đây này.
Thân sau chúng ta để dưới nhé. Thân sau là cặp liền cho nên chúng ta sẽ không may cặp vào thân sau. Chỉ có thân trước này là cặp rời này. Thân trước cặp rời thì chúng ta may cặp như này. Thân sau thì cặp liền cho nên chúng ta sẽ không may nhé. Bây giờ chúng ta chắp này. Chắp sườn nhé. Chúng ta chắp cái chỗ này là chúng ta chừa 17 phân nhé. 17 phân để chúng ta tra khóa. Rồi chúng ta chắp một đường. Chúng ta nhớ lại mũi ở chỗ này này. Lại mũi này. Sau khi chắp như này xong thì chúng ta bắt đầu tra khóa dần nệ vào đây nhé. Chúng ta tra ở bên phải khi mặc nhé. Đây này, thân trước của mình như này, khi mình mặc lên là nó sẽ ở bên tay phải này. Khóa sẽ nằm ở bên tay phải, các bạn nhớ nhé, không lại nhầm. Tra nhầm sang bên tay trái. Giờ mình sẽ thay khóa, thay chân vịt để may khóa nhé. Chân vịt thì các bạn có thể dùng chân, có hai loại chân vịt để tra khóa đấy. Hôm nay mình sẽ tra bằng cái chân vịt một nửa như này. Mọi khi mình tra bằng cái chân vịt chuyên tra khóa giọt nệ, nó có hai bên, hai mé luôn. Mé chân vịt này là chỉ có một mé như này. Khi mình tra bằng cái chân vịt này, đây cũng là chân vịt tra khóa giọt nệ này. Đây các bạn nhìn, đấy, nó có hai phía bên như thế này. Hôm nay mình sẽ tra bằng cái chân vịt này. Trước khi tra khóa, các bạn nhớ kiểm tra cho mình, kéo lên kéo xuống dây khóa xem là nó cũng trơn không nhá, xem nó có bị hỏng hóc ở đâu không. Đấy, như này là đã đảm bảo là trơn rồi. Giờ mình bắt đầu tra này. Các bạn lật thân ra này. Lật thân ra như này. Các bạn tra bên thân trước trước nhé. Tra bên thân trước trước. Đây. Các bạn để mặt phải của khóa này. Là mặt, cái tay cầm này nó nằm về phía mặt phải này. Đấy, các bạn úp mặt phải xuống thân này. Úp mặt phải xuống thân nhé, như thế này. Rồi các bạn kéo khóa xuống, kéo khóa xuống. Các bạn lấy phía bên này cho mình nhé. Đấy, lấy phía bên trái này. Các bạn đặt xuống thân này. Và các bạn may này. Các bạn để đường may bao nhiêu, khi thiết kế các bạn để đường may bao nhiêu thì bây giờ chúng ta sẽ may bấy nhiêu. Khi may này các bạn để cái chỗ, cái chốt nhựa này này nằm sát với cả mép trên cùng của cạp này nhé. Nằm sát luôn. Khi may này, các bạn nhớ này, khóa chúng ta kéo nhẹ ra nhé. Khóa kéo nhẹ này, rồi chúng ta bẻ cái răng khóa này ra. Bẻ ra để cho nó được, chúng ta may nó được sát nhé. Chúng ta nhớ bẻ nó ra. Đến đoạn này này, chúng ta mở cái chỗ này ra. Mở cái đường may này ra. Đặt cái khóa này vào sát cái đường may nhé. Sát tịt luôn, sát cùng luôn đường may này. Nhớ là bẻ răng khóa, luôn luôn bẻ răng khóa ra.
con lạc nữ này. May qua khoảng 3 phân. May qua cái chỗ đường may đường đường mở khóa này này, khoảng 3 phân xuống dưới này thì chúng ta lại mũi. Bây giờ chúng ta kéo khóa lên. Kéo khóa lên bình thường thì nếu như cạp hai bên thì chúng ta cạp rời ở hai bên thì chúng ta phải sang dấu cái đường cạp này. Sang dấu cái đường cạp này. Nhưng ở đây thì thân sau mình không có khóa ấy, không có cạp. Cho nên chúng ta không cần phải sang dấu cái điểm này nhé, mà chúng ta chỉ cần sang dấu cái điểm chỗ mở khóa này thôi. Sang dấu đoạn này thôi. Giờ mình kéo khóa xuống. Bây giờ chúng ta giữ này. Mở đường may ra này. Lấy ngón tay cái chúng ta giữ như này. Tay này chúng ta sóng này, cho hai cái đường mà chúng ta vừa sang dấu đây cho nó bằng nhau này. Sóng sao cho hai cái đường đó nó bằng nhau. Đấy. Sau khi sóng bằng nhau như này rồi chúng ta bắt đầu cho vào máy chúng ta lấy chân vịt chúng ta giữ nhá. Chúng ta giữ. Chúng ta bẻ răng khóa ra. Mở cái răng khóa này ra. Lại mũi. Đặt sát tịt vào đường may nhé. Đặt sát tịt vào đường may. Đấy. Khi may nhớ là khóa này, kéo này. Chỉ sạch sẽ nhé. Đấy, bây giờ chúng ta lật cái chốt này lên phía trên. Đây này. Chốt này chúng ta đẩy nó sang bên này. Chúng ta kéo lên. Chúng ta lật ra kiểm tra xem khóa có bị úng không nhá. Đấy, như này là khóa không úng nhá. Khóa là một đường thẳng này. Khi may xong này, khóa phải là một đường thẳng này, không nhăn không vặn này. Khóa rất là êm nhá. Đây đây đường may khóa của mình này. Như một đường may thẳng này. Đấy. Không nhăn không vặn gì. Bình thường nếu mà bên thân sau này cũng có cạp thì hai cái điểm cạp này nó phải trùng khớp, phải bằng nhau. Nhưng ở đây không có cạp thì chúng ta không cần phải sang dấu điểm này nhé. Nhưng mà cái đuôi khóa này là phải bằng, không bị rúm, không bị nhím ở đây. Đấy, như này là mới đảm bảo yêu cầu nhé. Sau khi chúng ta may xong như này rồi thì chúng ta là rẽ cái đường này ra nhé. Chúng ta là rẽ cái đường chúng ta vừa may khóa này ra. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ chấp chúng ta may đến cạp. Bây giờ mình sẽ là rẽ cái này ra. Sau khi chúng ta là rẽ cái đường may khóa này xong nhé. Đây, chúng ta là rẽ nó ra như thế này nhá. Là rẽ ra. Xong này, đây. Chúng ta là khóa xong đấy. Khóa của mình êm phẳng này. Không nhăn không vặn này. Khóa thì khít này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ may cạp vào thân nhé. Khi may cạp thì các bạn sửa cho mình nhé. Sửa cái này đi nhé. Sửa cái đầu khóa này đi. Cắt gọt cho hai cái đầu này nó bằng nhau. Giờ chúng ta sẽ may khóa vào với may cạp vào với thân. Cạp bên thân sau thì mình sẽ may mình sẽ ép mếch vào cái nót. Còn bên thân trước thì cạp chính có lót rồi thì mình sẽ không cho lót nữa. Đấy. Trước tiên này các bạn mở cái khóa này ra như này. Nó đang gập như này, chúng ta mở ra như này nhé. Chúng ta đặt này, đặt nót cạp này và sát mép này đi, may nặng nữa này. Sau đó các bạn lật nó ra, kéo nó ra như này nhé, kéo ra hết như này, các bạn bẻ như thế này, đấy.
các bạn bẻ ra như này và các bạn may nhé. Khi may thế này xong thì chúng ta lộn cái đầu cạp này ra, lộn ra và chúng ta mí nè lên, chúng ta mí ở phía lót này. Đấy, lót sẽ đè vào thân nhé, cái lót cạp này sẽ đè lên thân này, mí đè lên thân. Các bạn nhớ vừa vét vừa đẩy này lên phía trước nhé. Bên này may xong rồi thì chúng ta may đến bên cặp trước. Chúng ta cũng may tương tự như vậy. Ta úp mặt phải của lót cạp này vào mặt phải của thân này. Lại mũi này. Sau đó chúng ta bẻ gập cái này ra. Bẻ ra như này nhá. Đây nhá, mình làm lại nhá. Đây, giữ vào thế này. Chúng ta bẻ ra. Cái này chúng ta may lót cạp ở phía dưới nhá. Thân thì luôn luôn để ở trên này, để cho cái lót nó không bị thiếu. Lót cạp mà để trên thì nó hay bị bay ra. Nó bay ra là chúng ta sẽ bị thiếu lót cạp. Ta để lót cạp để dưới nhá. Thiếu lót cạp là chúng ta sẽ không mí được, mí cạp nó sẽ xấu. Chúng ta lại lộn ra. Đấy, lộn cái đầu cạp ra. Và chúng ta lại mí. Mí đến lúc không mí được nữa thì thôi, các bạn là bỏ ra. Cắt chỉ này. Sau khi làm xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ đi là cái lót cạp này. Chúng ta là đi nhé. Tiếp theo này, mình sẽ chắp sườn bên này nhé. Chắp sườn bên còn lại này. Các bạn là để thân trước ở trên này. Các bạn chắp này. Sau đó các bạn chắp luôn
cái đường Giàng Quần này. Khi chắp cái đường này các bạn để cho cái đường ngã tư này này, cho của thân trên và thân trước và thân sau nó phải bằng nhau nhé. Đoạn ngã tư này phải bằng nhau, trùng khít lên nhau này. Đấy. Sau khi chắp xong thì chúng ta may luôn gấu nhé. Chúng ta lộn mặt phải ra, chúng ta may gấu. May gấu thì các bạn may từ cái phía bên dọc trước nhá. Vì dọc nó có cái đường này này, nó sẽ vướng này. Nên chúng ta sẽ may từ phía dọc trước thì chúng ta sẽ may được một vòng. Bình thường thì chúng ta phải may từ phía giàng trước. Nhưng mà với cái quần váy có cái phủ như thế này thì chúng ta phải may từ bên dọc trước. Đường may các bạn lại mũi, nhặt chỉ cả cái đường đầu này. Đấy, như vậy là mình xong một bên gấu này, may đến gấu bên này này. Bên này các bạn cũng may từ dọc nhá, cũng như bên kia. May gấu này các bạn hơi kéo nhẹ cái dưới này nhé, còn cái trên này chúng ta hơi đẩy vào một chút thì gấu nó sẽ không bị bay bị vặn nhé. Đấy là cách của mình, mỗi người sẽ có một cách khác nhau, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì mình hay làm như vậy, mình thấy gấu nó sẽ không bị bay ra, nó đỡ vặn hơn. Bây giờ mình sẽ mí cạp luôn nhé. À, mình phải là cái dọc này ra cho đường may nó êm phẳng đã rồi mình mí được cạp. Bây giờ mình sẽ là lại. Bây giờ mình sẽ mí cạp này. Cạp này mình sẽ mí lọt khe nhé. Đi đến đoạn khóa này
các bạn vần qua nhé. Đến đoạn này các bạn lại mũi này. Chúng ta chỉ mía ở cặp trước thôi. Còn cặp sau thì các bạn chặn thôi. Này, các bạn chặn ghim vào. Ghim theo đúng cái đường may. Đường may ở giữa thân này. Ở giữa của thân sau này và ghim vào hai cái đường chiết ni nhé. Chúng ta sẽ ghim dấu vào giữa đường may này. Ta ghim vào cho nó lọt vào cái chỗ đường may chiết ni này để giấu nó đi nhé. Đấy, ta ghim như thế. Đấy, như vậy là mình đã may xong để mình đi. Mình nữa còn nào hoàn thiện cái quần này nữa. Đây nhá, các bạn nhìn nhá. Đây. Đây là thân trước này. Đây, miếng phủ này là sẽ phủ như này. Khi mặc lên thì chúng ta mới thấy được. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem thấy hay thì hãy like, chia sẻ, bình luận và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn đừng quên là nhấn vào quả chuông ở bên cạnh này để chúng ta nhận được video mới nhất.